À, lúc đó khoảng tầm 11 giờ 10, 15 giờ kiểu đang ăn cơm xong thì nghe một tiếng nổ, cái nổ to. Người ta nghĩ là máy bay thả họ tập cái họ tàu bom ạ. Nhưng mà ra nhìn thì thằng Trần thì thấy khói, một vùng khói đen chạy đến tới á, chạy ở cái chạy 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 to, chạy tầm khoảng 10 phút thì khi nữa máy bay mới trượt. Nhà đến nơi thì nó thật là khi nữa máy bay cũng thậm chí là mất, mà chỉ có khói lên ở thằng cái rừng kéo á, là thì khỏi họ bốc ngụt lên ở trên cái vợ dấn do một số đàn ông họ gán hớn nhỏ vào tại tầng đấy họ chém.